Hôm qua, huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nghị quyết năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Xuân Hải, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy cùng lãnh đạo huyện Phong Điền. Năm 2022, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của đảng và nghị quyết nhiệm vụ năm. Kết quả, đã thực hiện đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu theo nghị quyết, đã kết nạp 76 đảng viên, đạt hơn 101% chỉ tiêu nghị quyết năm. Hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thực hiện theo quy định của điều lệ đảng. Tình hình kinh tế của huyện từng bước được phục hồi, đang trên đà tăng trưởng. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc.